Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Là Hòa, nhưng mà tôi bị đau cái gót chân, hôm nay cũng được mấy hôm rồi, nhưng mà hôm nay tôi đến để nhờ cô để hướng dẫn và cho các bạn xem để cho tôi hết như thế nào. Rồi, thế bây giờ chị đi lại xem sao, chị đau chỗ nào? Đau dưới gót chân. Gót chân, vâng. Rồi thốn gót chân. Bây giờ chị đi lại nghe nó con như thế nào. Đi thì nó là thốn gót. À, đi thốn, đi thử xem. Tức là không có dám bước chân mạnh xuống. Không dám bước chân mạnh xuống đúng không? Không dám dẫm mạnh xuống. Kẹp cái trái banh. Mình kẹp trái banh vào khoeo chân. Rồi, kẹp trái banh vào khoeo cái chân đau, đúng rồi. Chị Hòa bị chân trái, còn chị Minh bị chân phải đúng không? Và chị Hòa, chị Minh sẽ kéo, lấy tay kéo cái chân sát vào người. Rồi kéo. Đúng rồi, mông sát tường, thẳng lưng. Rồi sau đó thì chị đổ cái đầu gối ra phía trước. Đó, rồi. Còn bây giờ chị Hòa bị cái chân thì chị sẽ kéo từ cái tĩnh mạch trên mu bàn chân đi qua gót chân. Này, lấy cái tay, cả hai tay mình sẽ đưa vuốt những cái tĩnh mạch này này. Mình sẽ phải mở cái máu để cho nó thông cái tắc ấy. Mình sẽ vuốt máu về đâu? Về phía gót chân đấy. Đó, mình làm như vậy á, làm 10 lần, 20 lần. Còn trường hợp của chị Minh bị cái gối á, thì mình sẽ vuốt ở cái khu vực này, vuốt vào đầu gối, ok chưa? Chị vuốt từ dưới lên đầu gối, vuốt từ dưới lên cổ chân đi qua đầu gối. Rồi, đó, mình vuốt đi khoảng 10-20 lần. Rồi sau đó thì mình sẽ, sau khi mình vuốt đưa máu để đả thông những cái bế tắc á, mình khóa đây, mình khóa chỗ cái mình khóa chỗ mạch máu ở khoeo chân này cho nó căng tức lên này. Vuốt đi. Rồi, vuốt về phía gót. Rồi bây giờ mình sẽ duỗi chân ra. Duỗi chân ra và mình vẫn vuốt. Đúng rồi, mình vuốt. Vuốt về phía gót đi chị. Dùng hai bàn tay, dùng cả hai bàn tay vuốt về phía gót. Chị này bị thốn gót, mình sẽ vuốt. Đó. Vuốt về phía gót chân. Chân vào khoeo. Rồi lại khóa chân, lại vuốt về phía gót chân. Đúng rồi, làm như lúc trước á. Làm xen kẽ 3 lần này. Tới làm lui xen kẽ như thế 3 lần cho đến 5 lần hoặc 7 lần là tùy từng tình trạng của cái nỗi đau, tôi với cơn đau. Đi, bây giờ chị Hòa đứng lên xem sao. Đây, thì xem cái chân gót cho hết chưa? Đây, xem hết chưa? Đỡ nhiều lắm rồi cô. Đi đứng lên xem sao, đi lại xem sao. Đứng lại xem cảm giác đi so với lúc trước có thốn nữa không? Dạ, đi thoải mái chứ đừng có nhón. Sao, đi sao? Cũng được phân nửa. Được 50% rồi. Mà đi lại thì nhẹ nhàng rồi, tự tin chưa? Dạ, được 50% rồi cô. Ok. Tốt rồi, cảm ơn cái bà thầy đâu, bà thầy đâu. Cảm ơn bạn. Bà thầy, bạn cũng đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635.
chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.